Hello mọi người. Ok, thì bây giờ mình đang ở khu học xá của University of Melbourne, ở Melbourne Uni ha. Thì bây giờ mình sẽ vào campus chính. Thì hôm trước đã tham quan Melbourne Uni rồi nhưng mà chưa có làm cái video để thứ nhất là kỷ niệm, thứ hai là cho mọi người coi cho thực tế hơn. Thì mình vừa mới từ Swinburne University of Technology về. Thì trời hôm nay vừa nắng lại vừa mưa nhưng mà không sao, mình vẫn muốn là để đi tham quan Đại học Melbourne, đi quay Đại học Melbourne cho mọi người xem. Faculty of Business and Economics. Đây Melbourne Uni đây, mình sẽ học à. Oh, đây là Faculty of Business and Economics. Sẽ đi tham quan một vòng. Không biết là cái tòa nhà này có lên từng cái department được không, nhưng mà mình nghĩ chắc phải có thể.